quang cảnh thành phố mới Bình Dương nhìn từ khu nhà ở xã hội BKMX Bình Hòa. Thành phố mới Bình Dương và khu nhà ở xã hội BKMX Bình Hòa được BKMX xây dựng trong những năm vừa qua tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Rồi thành phố mới Bình Dương thì được xây khoảng mười mấy năm trước rồi, còn khu nhà ở xã hội này thì được xây có khoảng vài ba năm nay. Như trong video chúng ta đang thấy, đây là quang cảnh thành phố mới và con đường với những bãi đất hoang do thành phố đã xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện nhưng mà người dân chưa có kéo về đây sinh sống nhiều nên đất hoang còn rất nhiều nè. À, phía xa xa kia là một cái chung cư đó thì có nhiều người ở rồi. Và ở đây nữa, đây là trung tâm hành chính của tỉnh, ở cái nhà mà có cái thanh ngang đó đã dời các cơ quan về đây để hoạt động. Ở đây là một cái chung cư nữa, chung cư TDC Plaza và tòa nhà mà thấp rộng rộng ở đây là Đại học Quốc tế Miền Đông và Đại học Việt Đức. Hiện tại cũng có nhiều sinh viên học ở đây rồi, nhưng mà nhìn chung thì dân cư, sinh viên hay là những người sinh sống ở khu thành phố mới này cũng còn thưa thớt thôi. Như ta đang thấy trên đường đó, xe cũng thưa có một chiếc chứ không có dày đặc và tấp nập như ở trung tâm Thủ Dầu Một hay là ở Sài Gòn. Ở đây phía xa xa đằng kia cái nhà máy vòm đó, cái nhà máy vòm đây là nhà thi đấu đa năng của tỉnh. Còn những cái quang cảnh mờ mờ thấy ở đây là trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, nhưng mà hiện tại thì quay bằng điện thoại di động cho nên có thể nhìn thấy không rõ.